Cái video này á là mình tập làm chung, thầy làm một cái thí dụ với thầy thầy đưa mấy mấy tụi con làm. Ok, thầy làm một cái thí dụ c equals 3 root 2 over b plus a. Bây giờ mình phải làm a the subject, make a the subject. Ok, là cái a nè, là cái này nè. Thì mình phải làm cái này là a equals blah 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 blah. Ok, nó bằng cái gì thì thầy biết là đang đang từ hai cái số 3 này với là cái square root này nó kế bên đó, là thầy biết là thực sự là nó nhân nhau. Thì thầy chia cho ba mỗi bên. Ok, là cũng như là giống giống cái này nè, giống số 3 nè, nhân cho cái nó cái này nè. Ok, thì mình muốn viết cái này thì mình chia ra, chia hai bên cái này thì thầy c divided by 3 bằng square root 2 bằng cái này. Ok, bây giờ thầy 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 muốn viết cái square root là tự đang bây giờ ở trong đây nè. Thầy muốn viết bỏ cái square root là thầy square hai bên thì làm này, nguyên cái square thì thầy square hai bên là nó ra như vậy b plus a. Ok, bây giờ thầy thầy tính cái này cái này nè, nhân cho c over b là thầy thầy đang 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 tính nha, cái này thôi nha. Cái này thực sự là cái gì, là cái này nhân nhau, nó tự nhân nhau, là ở trên nhân ở trên, ở dưới nhân ở dưới, là nó bằng c squared over 9. Ok, thì thầy biết cái hộp này á là thực sự là nó là c squared over 9. Cái này là không có làm gì hết, không có thay đổi gì hết. Ở ký thầy thầy muốn cái a mà điều cái a ở dưới á, cái này hơi ngộ. Bây giờ thầy có thể suy nghĩ là cái này là ở trong một cái khúc nè, cái thầy nhân hai bên qua đây, thầy cái nó bằng vậy nè, nó bằng c squared bracket b plus a over 9 equals 2. Ok, thầy có quyền làm vậy, mà điều thầy dùng cái kiểu khác. Thầy bây giờ lấy cái reciprocal của hai bên, thì thầy không muốn cái a của mình ở dưới nó trên nó, thầy mới viết nhau được cái số 2. Bây giờ tin tin thầy đi, bây giờ mình lấy cái reciprocal của hai bên là 9 over c squared, cái này là b plus a over 2. Ok, thì cái này là đang ở dưới á, thầy bây giờ chỉ nhân cho hai mỗi mỗi bên. Bây giờ cái hồi nãy thầy mới làm á là reciprocal. Ok, thầy lấy cái reciprocal của hai bên. Con không hiểu cái này á thì con coi mấy cái video hồi trước. Thì thầy nhân cho hai mỗi bên. Mình nhân cho hai á là nó nhân lên trên, là cái này là 18 c squared over b plus a. Ok, bây giờ á là thầy muốn a thì thầy bỏ b, tự đang bây giờ nó cộng thì mình phải trừ nó hai bên, là thầy đem cái này xuống c squared trừ b equals a. Ok, tới mấy tụi con đi. Thầy đưa cái này, đưa cái này q equals root a over 4. Ok, cái này làm sao? Mình phải làm a bằng cái này, make a the subject. Ok, bấm ngừng cái suy nghĩ chơi vòng vòng đi. Thì cái này thầy square hai bên, thì cái này a over 4. Bây giờ thầy muốn viết cái số 4, thì phải thầy nhân cho số 4 mỗi bên là cái này. Ok, là con phải tới chỗ này. Rồi, thầy đưa cái khác.
z equals root a over b. Ok, make a the subject, là a phải bằng cái gì. Ok, bấm ngừng suy nghĩ vòng vòng. Cái này thì thầy square hai bên, là cái này nó ra cái này. Mình muốn a đứng một mình thì mình phải phải làm b. Ok, nếu mà nó nói make b the subject á, là con phải lấy cái reciprocal từ cái dưới mình viết nó được, nó trên mình viết không được. Ok, và điều bây giờ đó là thầy nhân b hai bên là z squared b equals a. Con có thể ở bên đây á, con có thể viết b z squared cũng được. Ok, alright, thì cái này z equals root c over a. Thì make a the subject, là bấm bấm ngừng suy nghĩ vòng vòng đi. Ok, square nó. Bây giờ thầy cái a là ở dưới nè, thấy không, cái a là ở dưới nè. Thì thầy lấy cái thầy có thể thầy lấy cái reciprocal của hai bên đi. Nhớ cái reciprocal ở bên đây á, nếu mà thầy đưa cái này, thầy hỏi cái reciprocal của cái này là cái gì á, là con suy nghĩ như nè, 3 chia cho 1 nó ra được cái gì. 3 chia cho 1 là 3, là thực sự là cái số này là giống cái số này, là chỉ cái reciprocal của nó là này. Thì con không hiểu cái này, coi mấy cái video hồi trước. Thì thầy lấy cái reciprocal của hai bên, squared over a over c. Bây giờ thầy nhân cho c là z squared equals a. Ok, ở đây á, con có quyền làm vậy nè, con có quyền nhân cho a hai bên thì z squared a equals c. Cái chia cho z squared hai bên a equals c divided by z squared, nó giống nhau cái này, mà điều cái kiểu reciprocal này á, hồi nãy mình mới làm cái reciprocal này á, là nó tốt từ ngày mốt mấy cái ngày sau á, là thầy đưa mấy cái khó hơn, mấy cái này nó khó hơn, thì lấy cái reciprocal á nó dễ hơn làm cái kiểu này nè, lấy cái a này qua đây, thì lấy cái này qua lại đây. Ngày mốt nếu mà cái formula của mình khó hơn á, là cái mình dùng cái kiểu này hay hơn. Ok, mình nói xong đi, cái video này xong đi, chứ thầy đưa mấy cái tập video khác. Ok, xong.